Bài tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu vòng lặp. Thì trong những ví dụ này chúng ta đã tìm hiểu trước là vòng lặp for. Thì vòng lặp for á, cho phép chúng ta lặp đi lặp lại theo số lần đã biết trước nhé. Lặp lại theo số lần biết trước với một điều kiện nào đó. Thì cái điều kiện này chính là quyết định cái số lần. Cú pháp của for ta đầu tiên từ khóa for này. Sau đây đến cái dấu tròn thế này, hoặc tròn thế này. Trong hoặc tròn này gồm ba cái thành phần. Thành phần đầu tiên là cái khởi tạo, biến khởi tạo. Cái biến khởi tạo này hay gọi là biến chạy đó, bắt đầu chạy từ giá trị bao nhiêu, điều kiện để cho vòng lặp nó dừng và sau này tăng hay là giảm cho cái biến chạy đấy. Trong cái khối lệnh này thế là mỗi lần nó điều kiện đúng nó sẽ thực hiện cái khối lệnh trong đây. Giả sử ban đầu á, for nó khởi tạo một cái biến y bằng không, hay là bằng không, điều kiện để cho vòng lặp nó có thể dừng ở cái giai đoạn nào đó, ví dụ y nhỏ hơn 11, y nhỏ hơn 10, nghĩa là nó sẽ lặp được 10 lần đúng không ạ? Từ 0 đến 10 là 10 lần. Mỗi lần nó lặp nó sẽ mỗi lần nó thực thi xong nó sẽ tăng lên 1. Đấy, thì cách nó làm như sau. Biến khởi chạy này chỉ biến khởi tạo chỉ khởi tạo một lần duy nhất khi vòng lặp được được thực thi. Lần đầu tiên giả sử y bằng 0, nó sẽ lấy 0 này so sánh với 10 đúng điều kiện nhỏ hơn. Thực hiện khối lệnh ở đây. Thực hiện xong quay ra tăng y lên 1. Như vậy y bây giờ bằng 1. Tiếp tục quay lại lần lặp. Lần lặp thứ hai bây giờ y bằng 1 vẫn nhỏ hơn 10. Tiếp tục khối lệnh thực thi. Quay ra tăng y bằng 2, 3, 4, 5 cái lần lượt đến đến 10. Đến 10 thì điều kiện không đúng nữa, 10 không nhỏ hơn 10. Thoát vòng lặp. Đó. Thì đấy là vòng lặp for. Chúng ta sẽ đi ví dụ về vòng lặp for này trước nhé. Chúng ta tạo dự án mới, tạo một lớp. Đặt tên class là vòng lặp for. Ở đây thì là demo thôi, cái package của mình demo thôi, chúng ta cho vào đây main. Rồi các bạn sẽ for này int y bằng 0, y nhỏ hơn 10, y cộng cộng. Chúng ta có thể sit out một cái dòng lệnh là vòng lặp. Máy đó chúng ta sẽ cộng y vào đây, hãy chạy thử và xem kết quả. Đây đúng không ạ, chạy từ 0 đến 9. Rồi thế thì tại sao phải tăng mà không phải là giảm? Tại vì chúng ta muốn là mỗi lần y nó thực hiện xong nó phải tăng lên, tăng dần lên để cho cái y này nó gần đến 10 và dần dần nó đến 10. Điều kiện phải khác, phải trả về for thì vòng lặp mới dừng. Chứ nếu chỗ này mà mình giảm đi hoặc không thay đổi cái biến tăng này, cái tham số thứ ba này, thì điều kiện nó luôn đúng, nó luôn đúng, nghĩa là luôn nhỏ hơn 10 thì vòng lặp vô hạn nhé, các em lưu ý. Rồi một số các bài toán để làm việc ở đây, ví dụ ta có biến tổng bằng không ở đây chẳng hạn, tính tổng thì các bạn sẽ tổng cộng bằng y này này, thì mỗi lần nó sẽ cộng lên một, các bạn cộng lên một đó, cộng in bên ngoài nhé, tổng các số từ 0 đến 10 là cộng cái tổng này. Các bạn thấy tổng con số từ con 10 là 45. Trường hợp các bạn muốn tính tổng chẵn tổng lẻ thì các bạn if else nhé. Ví dụ có tổng chẵn tổng lẻ thì if y phần trăm cho 2 bằng 0 thì mình sẽ cộng cái tổng chẵn đây. Đấy, ta khai báo thêm tổng chẵn nhé. TC này bằng 0, TL bằng 0. Tổng chẵn tổng lẻ đấy. Thì đây là TC này cộng bằng y này. Nghĩa là mình cộng trong điều kiện đó.
Ngược lại thì là TL này. In nó ra thôi nhé, không in nữa. Ở đây có một số cái bài toán, ví dụ in ra các cái số lẻ hay số chẵn từ 1 đến 10 chẳng hạn, thì mình làm thế nào cho nhanh, thì có thể in theo cách này, in ở trong đây này, ví dụ in số chẵn này. Đấy. Các số chẵn thì nó chỉ in ra thế này thôi, cho sẽ cộng dọc khoảng cách nhé. Đó, bạn thấy nó chỉ in ra 0, 2, 4, 6 này. Có cách nữa để thay đổi cái y này các bạn này, thì chúng ta có thể làm như sau này. Đó là y cộng bằng 2. Nghĩa là mỗi lần nó tăng y lên 2, mình cho y nó chạy từ 1 nhé. 1 có phải cộng 2 bằng 3 rồi 5 không? Đấy. In thử này. Thì cũng sẽ là số chẵn thôi. Đấy, số lẻ thôi, 1 3 5 7. Đấy. Còn nếu như số chẵn thì các em bắt đầu từ 0 thôi. Bắt đầu từ 0 là 0 2 4. Được chưa? 0 2 4 6 8. Đấy, được chưa? Thì đấy chính là cái cách mà các bạn có thể làm những cái bài tập nhỏ nhỏ đấy. Cái y tăng giảm này làm sao để nó gần đến cho đến khi nào mà điều kiện kết thúc nhé. Rồi, ngoài ra vòng lặp for đó còn có cái for cải tiến, đó là gọi là for x các bạn. For x này thường dùng để lặp các cái mảng hoặc là collection. Ở trong bài này chúng ta chưa học mảng collection, ở những bài sau chúng ta đi học kỹ hơn. Cú pháp của nó là cái kiểu tập hợp, ví dụ như kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu char, kiểu string gì đó, và tên biến hai chấm, cái tập hợp chính là mảng của mình đấy nhé. Đấy, ví dụ này, chúng ta có một cái mảng số nguyên array đây, 1 2 3 4 5 này. Chúng ta sẽ for, nhưng mà for hai chấm y hai chấm array. Cái y này bây giờ chính là 1 2 3 4 5 này. Nhớ cái mảng này mình thích điền gì điền nhé. String cũng được. Int cũng được, float cũng được. Nó không giống như cái trên for bình thường này. Nó bắt buộc phải là những con số các bạn. Đấy, còn đây mình có thể tập hợp này thì tùy ý. Chúng ta lấy những ví dụ sau. Bắt đầu. Ví dụ như chúng ta có một cái tập hợp mà tên đi, string. Đấy, string này, một cái chuỗi này. Ví dụ như name, một cái chuỗi name bằng đây, có những cái chuỗi nhá, gắn cứng một chút. Hoàng Anh, Cạn, Thừa Thiên Huế chẳng hạn đấy, Sài Gòn, rồi Hải Phòng, vân vân. Đó, đây là những đây là một tập hợp gồm nhiều phần tử được chứa vào cái mảng này các bạn. Bây giờ thay vì mình for để mình lấy giá trị nhé. Nếu các bạn muốn lấy giá trị theo for này cũng được, thì các bạn sẽ là 1 2 3 4 5 đúng không? Ta nhỏ hơn 5 đây. Đó, thì các bạn dùng cái system, các bạn có thể là lấy cái tên mảng này. Name này. Phần tử thứ y đấy. Đây là cách chúng ta vẫn hay làm đúng không? Y. Đây, bỏ cái này đi. Cái cũ nhé. Đó, nó ra này. Bắc Cạn đâu rồi? À, chạy từ không nhảy, bước nhảy nó nhanh quá. Tổng cộng thôi. Đấy. Nhưng bây giờ cú pháp của for x thì thế này. Cũng for các bạn là tìm đến cái kiểu tập hợp là string của mình này, biến là biến name đi, name không có s nhé, hai chấm cái name collection kia. Đấy, thế là xong rồi. Đấy, sys đó, name này, cái name vừa in ra đấy là được, rất đơn giản, không cần biết số lần lặp, cú pháp cực kỳ đơn giản đúng không ạ.
cái cửa tập hợp này còn nhiều nữa nhé, là array list, collection vân vân rất nhiều. Rồi, vòng lặp for có gắn nhãn, nghĩa là chúng ta có thể thay đổi một, chúng ta có thể có một cái tên nhãn ở trước á. Tên nhãn là làm gì? Để chúng ta điều khiển cái các cái lệnh như là lệnh break hay là continue. Ví dụ chúng ta có hai for lồng nhau thế này, for ngoài là A, for trong là B. Thì khi một cái điều kiện nào đó break, nếu mình không có nhãn thì nó break luôn cả cái này đúng không? Break cả hai cái này vòng lặp luôn. Nhưng mà nếu mình bảo là tôi chỉ break cái vòng lặp bên ngoài thôi chứ không break vòng lặp bên trong. Đấy. Thì như thế thì chúng ta làm thế này. Chúng ta thử nhé. Một cái for bình thường này, for bình thường hình như này luôn nhé. For int y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn 10, y công cộng. Rồi, thêm cái gì bên trong nữa. Bây giờ mình sẽ nếu này, nếu y bằng bằng 2 và z cũng bằng bằng 2 thì break cái lệnh break này nghĩa là vòng lặp nó sẽ dừng luôn, không chạy nữa. Ở dưới là mình sẽ sys out vòng thứ. À, chúng ta lấy cái bài toán như đây đi. Y cộng cho y cộng cho gì đi đi. Nào, chúng ta ở đây sorry dùng cộng nhé. Hãy xem đây, 1 2 khi y bằng 2 nó y nào, y trước nhé, y bằng 2 đâu rồi, y bằng 2 đây, bắt đầu y bằng 2 này, nhưng mà z cho bằng 2 z z bằng 2 đây này. À, cái điều kiện này nó có vẻ khó dừng quá đúng không? Chạy từ 1 cho nó ấy đi, cho nó dễ gặp đi. Chạy từ 0 nó khó gặp. Đây, chúng ta xem 2 vẫn chạy 1 1 1 1 1 này, 1 1 1 hết một lượt, 2 2 2 2 2. Các bạn thấy cái chỗ này này, cái hai của cái hai hai của cái vòng lặp bên bên ngoài ấy, một for y ấy, nó bị chạy được một lần nó dừng luôn này. Đó, tương tự như vậy, cái hai của vòng y phía trong ấy chạy một lần nó dừng hết, nghĩa là nó sẽ break của cả cái y và z chỗ cái hai, đúng không? Bây giờ chúng ta thử đặt cái nhãn nhé. Chúng ta hiểu chút về cái nhãn thôi, chứ là thực ra thì cũng không có gì cái đó. B đặt tên thôi. Bây giờ mình break cái A, cái nhãn A bên ngoài, không là bên ngoài. Chúng ta thử xem nó có, nó báo lỗi gì đây. Đúng rồi đi. Xem nào, lỗi gì nào. Xem nhé, các bạn xem lại vòng lặp.
bạn thấy bên vòng lặp khi nó dừng cái vòng lặp bên ngoài thì vòng lặp trong nó cũng sẽ dừng luôn đúng không? Lúc trước của mình break thì nó sẽ không biết là break cái chỗ nào, nó chỉ break kia thôi. Bây giờ đến cái thằng nó dừng luôn vòng lặp bên ngoài, nghĩa là vòng lặp bên trong cũng bị dừng luôn, tại vì bên ngoài mà dừng bên trong cũng sẽ dừng đấy. Thì chỗ đấy các em thấy sự khác biệt giữa có cái nhãn và không có nhãn này các bạn. Rồi thì vòng lặp for thì trong Java nó có những cái đặc biệt như vậy, thì các bạn là xem như thế để hiểu.